Khi chúng ta trình bày xong thì chúng ta sẽ chốt sale. Thì mình sẽ hỏi là anh chị mua 1 hay 2 bộ? Đấy, bởi vì cái bộ này là bộ đắt tiền thì mình sẽ mua 1 2 bộ. Thường ấy, mua một bộ này là dùng yên tâm dùng 2 3 năm là không phải mua nữa rồi. Đấy, cho nên là không phải là những cái sản phẩm khác. Có những sản phẩm là anh chị mua 100 hay 200 bộ, cái kiểu như vậy thì nó có những sản phẩm tiêu hao rồi đấy. Thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu của khách hàng. Thì chúng ta không hỏi là anh chị có thích không, anh chị có mua không, mà hỏi mình hỏi sẽ là câu hỏi là yes và yes, tức là chọn một trong hai. Mua một bộ cũng vui mà hai bộ thì càng vui đấy. Thì mình sẽ hỏi là anh chị mua một hay hai bộ đấy, hoặc là anh chị sẽ mua anh chị sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hay hay tiền mặt đó. Thì đấy là cả một số câu hỏi mà chúng ta chốt sale. Và trong cái quá trình chốt sale ấy thì có một cái bước tiếp theo, đó là bước số 7. Đây là bước xử lý sự từ chối. Sau khi chúng ta chốt sale, khách hàng vẫn lưỡng lự, vẫn từ chối thì chúng ta làm sao ạ? Bắt đầu xử lý sự từ chối. Khách hàng có thể nói là đắt quá. Rồi khách hàng có thể nói là gì ạ? Là cái này không đúng nhu cầu của tôi. Đấy, một số người thì bảo là bây giờ nó chưa phù hợp. Có một số người bảo là tôi sẽ tìm hiểu thêm. Đấy, thế thì họ tìm hiểu thêm thì mình sẽ hỏi là anh chị còn băn khoăn điều gì? Anh chị còn có điều gì thắc mắc? Em có thể hỗ trợ giải thích cho anh chị em. Đấy, anh chị. Nếu một số người bảo là tôi đang so sánh xem cái giá không biết là nó có tốt hay không. Thì mình đã muốn bán hàng, mình đã gặp khách hàng rồi thì mình phải đưa cho khách hàng cái giá tốt nhất. Thì mình nói rằng là em sẽ cùng anh check giá ở trên thị trường, anh muốn check ở đâu em check cùng với anh, chơi chiêu đấy. Thì khách hàng bảo là anh sẽ check trên Shopee, anh sẽ check ở trên website, trên Google. Bảo ok, anh em mình cùng check, nếu như chỗ nào bán rẻ nhất thì em bán rẻ hơn chỗ đấy cho anh, ok chưa? Tức là về giá mình chơi chiêu này thì khách hàng chạy đâu được, đúng không ạ? Chỗ nào bán rẻ nhất mình bán rẻ hơn, miễn sao mình có lời là được, đúng không ạ? Rồi, có một số người thì không tin về mặt chất lượng, một số người thì tìm hiểu thêm về cái thông tin của công ty mình. Tức là khi mà anh chưa tin tưởng, tức là anh vẫn còn cảm thấy rằng là cái thông tin nó chưa đầy đủ, thì em sẽ cùng anh để tìm hiểu thông tin. Nếu mà công ty em thì em sẽ cung cấp cho anh những cái giấy tờ về pháp lý, giấy tờ về chứng minh về công ty em hoạt động như thế nào. Đấy, thì công ty em đã hoạt động bao nhiêu năm rồi, đã có doanh số bao nhiêu rồi, có bao nhiêu khách hàng rồi. Đây là một số phản hồi của khách hàng của bên em. Đấy, những khách hàng họ phản hồi như này. Đấy, những cái nhận xét của họ như này. Đấy, cái feedback của họ như này. Đấy, mình đưa ra rất nhiều cái feedback, gọi là những cái nhân chứng. Mình đưa ra những cái nhân chứng. Được chưa? Thì cái việc chốt sale với cả cái việc mà xử lý sự từ chối ấy, thì nó sẽ diễn ra liên tục. Tức là mình xử lý sự từ chối xong chốt sale, xong xử lý sự từ chối xong chốt sale, hoặc là chốt sale xong xử lý sự từ chối, nó cứ diễn ra liên tục như vậy. Thì cái việc chốt sale ấy, thì những cái người bán hàng đỉnh cao ấy, đó là cái người mà sẽ lựa chọn và họ phải cảm nhận. Cái điều này là cái điều mà rất là khó để mà đào tạo. Cái người bán hàng giỏi là cái người phải cảm nhận khi nào thì chúng ta cần phải chốt. Khi nào mà khách hàng thích rồi, khách hàng ưng rồi, cái trạng thái cơ thể khách hàng mở ra rồi và khách hàng vui rồi, khách hàng hào hứng rồi thì chúng ta phải chốt ngay. Và khi mà chốt sale xong ấy, khi mà chốt sale ấy thì đến cái bước số 8, đó là bước gì ạ? Bước ký hợp đồng hoặc là thu tiền. Thì cái bước này ấy là cái bước mà chúng ta gọi là đấu trí. Bước này là bước đấu trí. Đó là gì ạ? Khi mà chốt sale xong thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Đưa ra hợp đồng hoặc là gì ạ? Chỉ đơn giản là họ chuyển khoản hoặc là thanh toán tiền mặt, đúng không ạ? Thì khi này ấy là cái, nếu mà chúng ta ký hợp đồng thì chúng ta chỉ đơn giản là đưa hợp đồng cho họ để cho họ đọc hoặc là để cho họ ký. Thì đến cái bước gọi là ký hợp đồng này, cái bước số 8 này, ký hợp đồng hoặc là thu tiền hoặc là bán hàng, thì cái bước này là cái bước đấu trí. Sau khi chốt sale xong thì chúng ta, việc của chúng ta đó là gửi số tài khoản nếu họ chuyển khoản, thu tiền mặt nếu họ chuyển tiền mặt. Anh chị
trả tiền mặt hay chuyển khoản. Mà trả tiền mặt thì ok, ngồi chờ, đứng chờ. Nếu mà chuyển khoản, gửi số tài khoản, gửi số tiền, gửi nội dung cần phải thanh toán, cần phải gửi. Sau đó là gì ạ? Đóng miệng lại, không nói gì cả. Chốt sale xong thì không nói gì cả. Chỉ gửi thông tin để chuyển khoản, hoặc là chờ để họ gì ạ? Đưa tiền cho mình, sau đó là gì ạ? Đến tiền. Trong cái quá trình đấy không nên nói gì cả. Càng cái người bán hàng mà thiếu kinh nghiệm ấy thì họ cứ sợ rằng là khách hàng chưa đủ thông tin lại tiếp tục nói tiếp. Và khi mà nói tiếp thì khách hàng lại bắt đầu băn khoăn, bắt đầu lại đặt ra câu hỏi và bắt đầu lại thắc mắc, và cuối cùng đáng ra cái điểm mua hàng nó đến rồi. Nhưng vì mình nói tiếp thì nó đi qua mất. Tức là cái trạng thái mua hàng của khách hàng lên đỉnh này, mình đưa khách hàng lên đỉnh rồi mà mình không chốt thì nó lại đi qua, nó lại đi xuống. Và nó lại gì ạ? Nó lại tuột mất. Giống như là mình câu cá, con cá nó giật cái cần câu xuống một cái thì mình phải giật lên. Con cá nó kéo xuống mình phải giật lên. Nhưng mình không giật lên, con cá nó ăn hết mồi, nó nhả cái lưỡi câu ra thì làm sao ạ? Thì lúc đấy không giật được nữa. Cho nên cái thời điểm để mà giật cái cần câu ấy, chính là thời điểm để mà gì ạ? Để mà chốt sale, thời điểm để mà bán hàng. Thời điểm đấy là thời điểm rất là nhạy cảm, nó chỉ trong một cái khoảng ngắn thôi. Như con cá nó tút cái phao một phát là phải giật ngay. Đúng không ạ? Hoặc con cá nó đang rỉa này thì không giật được. Tức là khách hàng mà đang còn thắc mắc, còn câu hỏi, còn chưa thích ấy, con cá nó đang rỉa này, cái phao mới đang rung mà mình giật là sao ạ? Thì nó mất con cá, thậm chí nó mất cả mồi. Đúng không ạ? Đấy. Khi mà tút một phát là mình phải giật. Nhưng mà tút một cái mà mình không giật thì sao ạ? Con cá nó lại nhả ra thì là mất. Đó. Cho nên là cái việc mà chốt sale nó chỉ trong một cái tích tắc, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, là chúng ta phải nắm bắt được cái tâm lý khách hàng và gì ạ? Và chốt sale. Và cái này ấy, thì không cách nào khác, đó chúng ta phải làm nhiều. Chúng ta làm nhiều thì chúng ta có kinh nghiệm. Làm nhiều thì chúng ta biết được cái thời điểm nào là cái thời điểm mà khách hàng lên đỉnh. Và lúc đấy là chúng ta gì ạ? Chốt sale vào lúc đấy. Đúng không ạ? Và chốt sale xong rồi thì sao ạ? Không nói nữa. Không nói nữa. Khóa cái mồm mình lại. Đúng không ạ? Đấy. Và chốt sale, thu tiền. Thu tiền xong, ok, lúc đấy lại nói tiếp, lại vui vẻ, lại nói tiếp. Ok không ạ?